Chào các bạn, hôm nay là ba Hải của mình làm Halloween. Mình giúp ba Hải quay Halloween. Các bạn ơi, hôm nay mình quay cho ba Hải. Các bạn hãy bấm like, share, rồi là bấm trái tim cho mình nhé. Mình rất là cảm ơn với các bạn. Các bạn ơi, hôm nay ba Hải làm Halloween. Đây là cái chúng là ba Hải làm Halloween. Luôn vô là ba Hải cá mực tiền. Các bạn ơi, các bạn hãy ghi nhé cho ba Hải. Ba Hải rất là và tốt bụng. Nhưng mà ba Hải rất là nhiều nữa luôn các bạn ơi. Đây, ba Hải đây. Không luôn này là không luôn bài chúng nha. Không luôn rất là đẹp luôn. Đây của anh này nè. Không luôn một chút nè. Ở đây là đẹp luôn. Các bạn nhớ là lấy cái này nè. Rồi là chọn vô đây nè. Làm cái xong là làm cái nới nha. Các bạn ơi, các bạn làm chúng mình đây. Đấy, rất là đẹp. Mà nhà này quá cửa quá đông. Nhưng mà con rất là nhiều. Các bạn làm video cho chúng mình nha. Đây là nhà của chúng mình. Đó. Alo, xin chào các bạn nha. Trước mắt các bạn đây là chúng 7 lươn 48 nha. Có khách đặt 10 ống làm luôn. Này, anh em ai có nhu cầu thì cứ alo cho mình. Chiều dài là 80 phân anh em nhé. Đấy, một đầu thì mình sẽ hơ nung lửa cho nó teo như thế này. Đấy, hai bồn vừa là làm bồn thở mà vừa làm bồn thuốc nước. Còn bên này là cái ống thoát nước với ống thở luôn các bạn này. À, cái nào cũng vậy các bạn nhé. Đó, dài là 80 phân. Chiều dài là 80 phân. Còn kích thước ống là 48. Mà loại này là mình mua loại nhựa tốt luôn nha anh em nhé. Vì là lỡ đắt chắc khách rồi. Nên là không có cái loại dừa, cái loại nhựa rẻ tiền ngày xưa nữa. Nên là mình cũng vừa làm giúp là vừa làm công luôn. Đấy. Thường thường là khách đặt khoảng 100 cái, 50 cái, nhưng mà đây người anh em này đặt có 10 cái là cũng mất thời gian nên là cũng làm cho vui, đúng không? À, anh em có nhu cầu thì cứ alo cho mình nha, ủng hộ mình nha, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào anh em nha. Chào các bạn. Và đây là cái chỗ thứ hai để mình đi lấy. Giờ này thì rất là bận mà không biết là có hay không. Thank you.
Chào các bạn, đây là chỗ thứ hai mình thả đây. Và hôm nay mình lấy đây. Cái ống mình thả hôm qua này, các bạn thấy không? Thấy chưa? Đấy, mình tập cái này lại để cho nó khéo thấy. Mình cứ tập có ấy thôi. Có bạn. Ôi trời. Ôi trời, hương to luôn các bạn. Ôi trời, hương to luôn. Các bạn ạ, con này lươn, con lươn khủng luôn đấy. Mình mở cho các bạn xem nhé. Đây, các bạn thấy không? Con lươn khủng thấy không? Thấy chưa? Đấy. Đấy, hai con ba con luôn. Thấy không? Đấy. Thì nhà mình đổ cho các bạn xem. Ôi, ôi. Chào chị. Đây các bạn nhìn này, thấy chưa, hai con một lần. Đấy, mình thả đơn giản ít ít lắm nhưng mà lấy được nhiều. Đấy, đấy là mình thả lấy cái chỗ ở đằng trước qua cái kiểu ông nhà vẫn có các bạn. Đấy, thấy chưa. Qua mình cầu nguyện với Chúa ban phước cho mình này để nấu cháo ăn mà cũng này. Đây các bạn này, con này con này. Đây, các bạn. Wow, ôi trời ơi. Các bạn thấy không? Hầu như được ống nào gói đấy. Đây, ôi trời, hai lươn chiến tranh luôn. Tuyệt vời luôn các bạn. Thấy chưa? Một. Thế à? Ô, thấy rồi. Đấy, các bạn thấy không? Giờ mình đi lấy tiếp nha. Vẫn còn mấy ống nữa. À, các bạn hôm nay mình sẽ rất nhiều với các bạn làm một lươn. Các bạn thấy không? Lươn mình cắt một ngày hôm trước này. Còn lươn hôm nay thì không làm. Đây các bạn thấy không? Đây là lươn.
luôn, lươn tự nhiên chín hạng. Các bạn thấy không? Toàn lươn to chứ không có lươn nhỏ các bạn. Hôm nay mình sẽ làm để cho chị gái cho cháu ăn thôi, cho mình thì không ăn mấy đâu. Đấy các bạn thấy không? Lươn rất là đẹp các bạn. Cái hôm lươn bên mình á là thả rất là nhảy. Lươn to lươn nhỏ gì nó vào hết. Nên các bạn nào có nhu cầu mua hôm lươn thì liên hệ với mình sẽ chuyển cho các bạn. Các bạn thấy không? Tai nghe không bằng mắt thấy, đúng không? Ông cha ta nói ngày xưa. Đấy, thấy mới tin, đúng không? Đấy, các bạn thấy không? À, cảm ơn Chúa vô cùng.